Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Điện máy Hoàng Liên. Tháp giải nhiệt nước Liên Chi là một trong những thương hiệu tháp giải nhiệt nước nổi tiếng của Đài Loan. Mặc dù đứng giữa thị trường tháp giải nhiệt đầy biến động cùng với sự cạnh tranh của rất là nhiều thương hiệu, nhưng tháp giải nhiệt Liên Chi vẫn luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng hiện nay. Vậy lý do gì khiến Liên Chi được lòng người dùng tới vậy? Hãy cùng Điện máy Hoàng Liên tìm hiểu trong video ngày hôm nay.
đơn vị cung cấp các sản phẩm tháp giải nhiệt nước Liên Chi chính hãng có đầy đủ các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm đi kèm với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Khi mua hàng tại điện máy Hoàng Liên thì anh chị cũng sẽ nhận được rất là nhiều những cái ưu đãi đi kèm, bao gồm các chính sách về chế độ bảo hành và vận chuyển sản phẩm. Ngoài ra thì đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ anh chị trong việc lắp đặt sản phẩm trên toàn quốc và xử lý mọi lỗi kỹ thuật máy móc một cách nhanh chóng và kịp thời. Nếu anh chị có nhu cầu mua sản phẩm, hãy liên hệ với chúng tôi qua online hoặc truy cập vào website để tư vấn chi tiết. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.